vạn lần ngàn lần cái vấn đề mà nói rằng là được nhà nước Việt Nam bán đất bán biển cho Trung Quốc. Rõ ràng Việt Nam Cộng Hòa bán Hoàng Sa đấy. Thằng Nguyễn Phương Hùng này nói đấy, đọc của bài ông Trung tá Lê Văn Thự là hạm trưởng Hải quân 16, có một tờ báo nào ở đây dám nói không? Vụ của thành phố Westminster mới đây, ngoại trừ tờ báo Người Việt và KBC hải ngoại, có một tờ báo này ở đây dám nói không? Toàn là một lũ hèn, vì vấn đề kinh tế, vì vấn đề nồi cơm điện cắm vào để nấu, không dám nói. Tờ Viễn Đông và tờ Việt báo. Bà Nhã Ca là người viết bài nói rằng Nguyễn Đắc Xuân chết. Ông Nguyễn Đắc Xuân bây giờ này còn sống, 80 mấy tuổi. Tôi là người đi ra ngoài Huế, tôi tới nhà ông Nguyễn Đắc Xuân. Quý vị nhìn thấy cái video đó. Tôi không nói bà Nhã Ca một tiếng nào hết. Tại vì bà nhìn vào cái video thấy ông Nguyễn Đắc Xuân như vậy là bà phải xấu hổ rồi. Lương tâm bà phải cắn đứt rồi. Chửi ông Nguyễn Đắc Xuân là Việt Cộng tổ tổ chức cái Tổng hội cư sĩ Phật giáo Việt Nam ở hải ngoại này, mời ông Nguyễn Đắc Xuân qua để nói chuyện. Bị báo chí vào ở đây phản đối, bà Nhã Ca viết bài chửi Nguyễn Đắc Xuân là Việt Cộng nằm vùng, là tay sai của Việt Cộng. Rồi đã bị chết, bị đền tội. Thế bây giờ chị Nhã Ca ơi, anh Trần Dạ Từ ơi, hai anh chị có dám xác nhận trước mặt Nguyễn Phương Hùng là anh chị nói sai không? Có dám xin lỗi Nguyễn Đắc Xuân không? Xin lỗi độc giả của Việt Báo Kinh Tế không? Lúc đó tôi nhận được cái tin sai, tôi tưởng ông Nguyễn Đắc Xuân chết, tôi có viết anh Nguyễn Đắc Xuân chết. Và tôi cảm ơn anh Nguyễn Đắc Xuân đã thấy thăm hỏi ở cái quán ăn của tôi mỗi lần. Anh trước khi anh đi làm ghé qua để ủng hộ chị Nhã Ca trong thời gian chị chưa được qua Mỹ. Những người đó bây giờ đó thưa quý vị, đeo tràng hạt này, Nam Mô A Di Đà Phật này, mà cái bụng toàn là rau găm không này. Miệng là Nam Mô, bụng rau găm. Nhã Ca và Trần Dạ Từ hãy còn nợ anh Nguyễn Đắc Xuân một lời xin lỗi. Ông Nguyễn Đắc Xuân còn sống, còn cái chuyện ông là Việt Cộng hay không Việt Cộng đó là cái chuyện của ông ấy. Nhưng mà vu khống và xuyên tạc đó là một cái căn bệnh truyền nhiễm hiểm nghèo và di truyền của Việt Nam Cộng Hòa. Tôi không nói tất cả những người hải ngoại đều là Việt Nam Cộng Hòa hết, và không phải là tất cả những người sống ở dưới chế độ Việt Nam Cộng Hòa là Việt Nam Cộng Hòa. Tôi chỉ nói rằng cái lương tâm của con người, những cái người nào vẫn là có cái tinh thần xuyên tạc vu khống bịa đặt, đó là cái tinh thần Việt Nam Cộng Hòa. Tôi nói vậy đó. Chịu 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 thôi. Tôi đăng mấy cái bản tin của ông Phượng Hoàng đấy, ông Gò Vấp 69 đấy. Ông chửi quý vị ra giả đấy, toàn là làm cái chuyện nghịch đời không. Yêu cầu anh em hải quân ở đây này, sắp sửa Tết này, cái nghe nói là tuần vừa rồi đã họp rồi sẽ làm cái tàu HQ-10 của anh Ngụy Ngụy Văn Thà đấy. Yêu cầu quý vị giúp đỡ cho chị Thà đi ở Việt Nam đi. Anh em hải quân đi về Việt Nam nhiều lắm chứ phải không đâu. Ông đại tá Trần Văn Ân sắp sửa là đi về Việt Nam nữa. Đại tá ơi, phát ngôn viên của quân lực Việt Nam Cộng Hòa bây giờ là thành phần cố vấn danh dự của tập thể chiến sĩ. Đại tá làm ơn về ghé qua thăm chị Thà một tiếng đi.
một hai tiếng đồng hồ thôi, đâu đâu bao nhiêu đâu, cho có kẹt xe đi nữa nhưng mà cũng xứng đáng đấy. Đừng cứ ở ngoài này rồi vinh danh tinh thần Nguyễn Ngụy Văn Thà, rồi là tinh thần Ngụy Văn Thà bất diệt, trong khi đó chỉ một lần duy nhất. Chị Thà thì nhận được tiền hơn 850, một lần duy nhất. Sau đó là không có ai nữa, không bao giờ. Nhưng mà năm nào cũng mang tinh thần Ngụy Văn Thà, năm nay làm cái tàu hải quân HQ-10 để đi diễn hành nhé. Hy vọng họ không sẽ không làm cái tàu hải quân kiểu mà Trung Quốc. Bác Cường nói đó. Và lúc đó tôi nghe nhiều người nói nữa rồi. Cái con lươn ở giữa đường này, đại lộ Bôn Sa đó, đó, nó đâm vào tim của người Việt Nam. Tôi không tin. Tôi nói ở bên Mỹ thiếu gì con lươn, ở Việt Nam thiếu gì con lươn, trên thế giới thiếu gì con lươn. Nhưng mà đó, cái Bôn Sa này nó khác. Nếu mà chúng ta không có cái cộng đồng Việt Nam này, không có hai ba ban tổ ban đại diện Việt Nam này, đã không có cái tổ chức mà liên ủy ban chống tay sai cộng sản đó, thì cái con lươn nó sẽ đánh vào khoảng 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 trống, không ăn thua gì hết. Nhưng mà tại vì có những cái thằng mất dạy và những cái thằng mà lưu manh, cái là lường gạt đồng bào để móc túi, để lấy cái bằng cái chính nghĩa Việt Nam Cộng Hòa, thì con lươn nó mới có hiệu lực đấy. Bằng chứng là cái Phước Lộc Thọ nó phát triển, nó đâu chết đâu, con lươn nó nằm đó. Bằng chứng là tất cả các thương vụ ngoài dọc bên đường nó vẫn còn sống. Cái con lươn đó là nó đâm vào mặt của những cái tên chống cộng cực đoan, những tên vu khống bịa đặt, buôn thần bán thánh,